Trong động thái mới nhất, liên minh kinh tế tầm thấp Trung Quốc đã chính thức ra mắt tại Bắc Kinh ngày 3 tháng 8, do hơn 100 doanh nghiệp cùng các viện nghiên cứu công nghiệp đồng sáng lập. Theo hãng tin China News, ông La Quân, chủ tịch điều hành kiêm tổng thư ký của liên minh cho biết, việc phát triển kinh tế tầm thấp có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy điều chỉnh cơ cấu kinh tế cũng như chuyển đổi và nâng cấp các ngành công nghiệp truyền thống của Trung Quốc. Do ngành này vẫn đang ở giai đoạn sơ khai, ông La Quân cho rằng cần phân bổ các nguồn lực và bồi dưỡng hệ sinh thái ngành thông qua thị trường phát huy vai trò dẫn dắt và thúc đẩy của liên minh, phối hợp với các thành phố điểm nóng trong phát triển kinh tế tầm thấp để tạo ra một số kịch bản ứng dụng có thể nhanh chóng nhân rộng, hỗ trợ các bộ phận liên quan xây dựng tiêu chuẩn ngành, hoàn thiện cơ sở vật chất phụ trợ, từ đó thúc đẩy kinh tế tầm thấp phát triển chất lượng cao. Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng, do kinh tế tầm thấp là một ngành mới nổi nên những động thái của nước này trong việc thúc đẩy phát triển ngành này sẽ mang tính dẫn dắt trên toàn cầu. Kinh tế tầm thấp đã được xác định là một ngành công nghiệp mới nổi mang tính chiến lược tại Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương năm 2023 và đưa vào báo cáo công tác chính phủ năm 2024 như một động lực tăng trưởng mới. Các ban ngành và địa phương ở Trung Quốc đã và đang triển khai nhiều chính sách và kế hoạch để đẩy nhanh sự phát triển của kinh tế tầm thấp. Theo báo cáo Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tầm thấp Trung Quốc năm 2024, Thị trường kinh tế tầm thấp nước này đạt 506 tỷ nhân dân tệ vào năm 2023 và dự báo sẽ vượt 1.000 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 140 tỷ đô la Mỹ vào năm 2026.